giới thiệu với các bạn sản phẩm máy bơm nghiền đẩy chất thải bồn cầu cái này nó gọi là cái máy xử lý chất thải bồn cầu này à, hiện nay có rất nhiều người người ta xây biệt thự và sau khi xây biệt thự xong thì à, mình có nhu cầu là mình sử dụng cái tầng hầm à, ở dưới cái tầng hầm mình muốn xây thêm một cái nhà vệ sinh để có nơi để đi vệ sinh nhưng mà ở dưới tầng hầm thì nó lại không có cái hệ thống thoát thải vậy thì nếu như mà mình muốn xây thêm một cái nhà vệ sinh thì mình phải thoát thải đi đâu thế thì cái máy này nó ra đời là nó để giải quyết cái vấn đề đấy à, cái máy này nó là cái máy nghiền đầy chất thải nhá khi mà muốn xây nhà vệ sinh ấy mình muốn lắp bồn cầu thì mình sẽ lắp một cái bồn cầu thoát ngang này, tức là nó sẽ không phải là thoát vào dưới đất mà là sẽ thoát vào tường. Cái máy này mình sẽ lắp ở đằng sau khi mỗi lần mà mình đi vệ sinh ấy, mình xả nước thì cái chất thải nó từ cái bồn cầu nó sẽ được tống vào trong cái máy này. Cái máy này nó sẽ có một cái hệ thống dao xay và cái dao xay đấy nó sẽ xay cái chất thải rắn xay ra thành những cái bùn mịn sau đấy thì nó sẽ tống vào một cái đường ống mình sẽ phải lắp một cái đường ống nhỏ cái đường ống nó có phi chỉ cần là 32 cho đến phi 40 thôi sau đấy thì từ cái đường ống này chất thải nó sẽ được tống lên kia trên cái bể tự hoại chung của gia đình nó sẽ tống lên trên tầng 1 để nó thoát vào cái hệ thống ống thoát nước chung ở tầng 1 đặc biệt là những nhà ở phố cổ mà hiện nay chỉ có một phòng vệ sinh thôi bây giờ mình muốn xây thêm một phòng vệ sinh nữa này hoặc là những cái văn phòng đi là mình muốn làm nhà bếp văn phòng hay là ở những cái quầy ba những tầng hầm ở trung tâm thương mại chẳng hạn đấy bất cứ một chỗ nào mà mình muốn làm thêm nhá đều có thể lắp cái sản phẩm này được ưu điểm của nó là nó cực kỳ nhỏ gọn, nó tiết kiệm diện tích tối đa và tiết kiệm cái chi phí tối đa. khi mà chúng ta muốn xây thêm một nhà vệ sinh nữa không cần phải đục nền, không cần phải phá sàn, không cần phải khoan cắt bê tông, không cần phải đục đẽo gì cả à, mà chúng ta có thể nhanh chóng trong một thời gian rất là nhanh, có khi chỉ cần vài ba tiếng đồng hồ hay là trong một buổi sáng thôi là chúng ta đã có thể làm xong à, cái hệ thống này rồi. cái sản phẩm này nó có nhiều mô đồ, nó có một cái mô đồ là nó thoát đẩy lên bên trên và có cái mô đồ là thoát đẩy sang ngang, à, tức là thoát đi vào cùng tầng. nếu mà thoát đẩy lên trên thì nó có thể thoát cao nhất được 8 mét và thoát đẩy sang ngang thì có thể đi xa được khoảng 40 mét à, Cho nên là nó sẽ phù hợp với địa hình Điều kiện địa hình của từng nhà cụ thể Các bạn có nhu cầu cần phải tư vấn sâu hơn Thì hãy liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để được tư vấn tốt nhất nhé